Game Việt Nam trên Roblox từ lâu đã không được chú ý và nổi tiếng gì cho cam Tuy nhiên sẽ có những trường hợp ngoại lệ Đó là những tựa game trong video này Mình sẽ nói cho các bạn biết Những tựa game này có thể nói là Những người chơi Roblox trên toàn thể trái đất luôn của bạn Họ để biết đến sự hiện diện của game do người Việt Nam làm nha các bạn Và đó là những lần nào mà game Việt Nam gây tiếng vang trên nền tảng Roblox Let's go Đầu tiên sẽ là tựa game liên quan tới lại One Piece, đó chính là Việt Nam Pi. Đây là một tự game có tổng số lượng người chơi là 28 triệu người chơi và lúc mà nó nổi lên thì có rất là nhiều người nước ngoài họ review cũng như là đặc biệt là người Việt Nam chơi như các bạn một tự game mà do người Việt Nam làm mà nó nổi tiếng trong nước đã khó rồi các bạn bây giờ thì có một số người nước ngoài cũng biết đến tự game này luôn nha các bạn nhưng mà bây giờ thì tự game này đã không còn nổi nữa rồi các bạn đó chính là ngày xưa khi nó mới được ra mắt tự game này là tổng hợp của những tự game khác ở đây các bạn có thể thấy được Rengoku nè rồi no Shit trong Uh, ta là chú tội bóng tối này, đấy rất là nhiều luôn các bạn qua wow, đây mình mới nhặt được trái suke nè Các bạn có thể thấy hình dạng của nó nha Ok, bây giờ mình sẽ thử ăn nha Ok, đây các bạn, cái này tên là Invisible Các bạn có thể thấy là cái bản vẫn ok Game này vẫn update như bình thường nha các bạn Nhưng mà người chơi không còn nhiều thôi Tại các bạn có thể thấy nè, có Jujutsu sen luôn Ok, uh, có cả Mikey trong Tokyo Revenger nữa các bạn ở đâu, cái này là anh Long các bạn ơi Ok, mình sẽ test thử skill chết quỷ cho người Việt làm nha các bạn Let's go Wow, các bạn thấy mình tàn hình nhưng mà trừ cái mặt nha, chấm hỏi luôn <laughs> Nhưng mà cũng ok các bạn, người Việt Nam làm một cái map như vậy cũng khá ok nha Ê, 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 có con NPC dù mình tàn hình nhưng nó vẫn thấy mình là sao các bạn Ờ, à, vậy thì mình tàn hình làm cái gì ta họ trở lại bình thường, rồi trở lại bình thường rồi luôn các bạn Vậy thôi review chú ít luôn nha Trời ơi, skill nó sẽ có như sau các bạn mình hiểu rồi kêu đầu của các bạn là tàng hình kêu thứ hai của các bạn là xóa tàng hình vậy sao không để cùng một skill luôn đi các bạn <laughs> đây ngoài ra các bạn có thể thấy là bạn này có rất là nhiều item nha cây yuru màu tím nè rồi trái rumble nữa nói chung mà game này là game phối hợp rất là nhiều thứ lại với nhau mà nó cũng chẳng liên quan tới one piece lắm đâu các bạn nhưng mà ngày xưa game này rất là nổi tiếng đặc biệt là những game mà do người việt nam làm thì nó sẽ được chú ý lắm các bạn và game này thì ngoài sự chú ý của người việt ra thì nó còn có một số người nước ngoài nữa nha các bạn nhưng mà cũng không nhiều đâu các bạn ơi Nhưng mà như vậy cũng là rất vinh dự rồi nha các bạn Tiếp đến là một tựa game mà nó rất nổi, rất được kỳ vọng Nhưng nó chưa bao giờ ra mắt các bạn Đó chính là Sea Các bạn có thể thấy ở trong video này những tựa game mà người Việt được thế giới biết đến Toàn là những tựa game One Piece dung như các bạn Thì lúc đấy là những tựa game One Piece nó là trend các bạn Ai muốn làm game Roblox nổi, muốn nhiều người biết đến thì cứ làm One Piece các bạn nên là trong cái thời điểm này thì rất là nhiều game One Piece do người Việt Nam làm và nó được biết đến nha. Đặc biệt nhất là tựa game này các bạn. Đây là một tựa game có thể nói là nó được mệnh danh là có thể hay hơn cả Love Food và do chính người Việt làm nha các bạn. Tuy nhiên là cũng sẽ có sự hỗ trợ của những người nước ngoài. Tuy nhiên thì có bạn người Việt Nam có thể nói là bạn đấy đứng đầu trong cái tựa game này thì do chính là một cái uh, vấn đề nội bộ của admin của những tựa game này nên là da yeah, tựa game này đã đi tông các bạn ơi các bạn có thể thấy là mình chỉ có thể lấy hình ảnh thôi các bạn chứ mình cũng chẳng có game đi review đâu đây Haki rất đẹp nha các bạn, đẹp hơn Lost Foot rất là nhiều luôn. Mình không có ý so sánh nha các bạn nhưng mà các bạn thấy Haki này nó rất đẹp đúng không? chứ không phải là chỉ bọc cái màu đen xì trên cơ thể giống như Lost Foot. Map này các bạn, ok, rất chi là đẹp luôn nha. Các bạn nên nhớ là đây là game được tạo từ năm 2020 và 2021 nha, mà nó đẹp như vậy rồi các bạn. Nếu mà nó còn phát triển thì sao? Đấy, rất là kinh luôn. Và từ game này như mình nói ở trên thì nó là một trong những tựa game mà được đánh giá rất là cao, thậm chí là người nước ngoài luôn các bạn họ review game này ra những cái list gì họ cũng kiểu lên video luôn các bạn từ người việt đến người nước ngoài ai cũng ngóng chờ game này bởi vì đơn giản là nó quá đẹp thôi các bạn đây lúc này là chưa có kiểu đánh bản quyền là họ làm rất là giống như các bạn trái gumu trái rumble trái ob kiểu vậy các bạn qua đó các bạn có thể thấy là tựa game này rất có tiềm năng đúng không thế nhưng rất tiếc cho một siêu phẩm nha các bạn dạ yeah, các bạn có thể thấy trái dragon trò nó đẹp kinh luôn các bạn không biết là ngày xưa tụi game này nó được đánh giá cao đến mức nào đó các bạn thật sự rất cao luôn nha mặc dù không có thể chơi để có thể biết cụ thể là được bao nhiêu người trải nghiệm nhưng mà lúc mà tự game này ra mắt ấy mà nó còn được biết đến là của người việt làm thì trò nó bùng nổ lắm của bạn ơi nhưng mà khá tiếc cho một siêu phẩm nha các bạn thật sự là rất tiếc vì game này nếu mà nó còn phát triển thì có khi là người nước ngoài cũng biết đến nó nhiều hơn thế nữa nha các bạn Ok, thì không biết là các bạn có thắc mắc là tại sao game thứ ba nó cũng lại liên quan tới One Piece không các bạn? Thì ra yeah, One Piece là một trong những tựa game mà chúng ta dễ tham khảo nhất khi có những người đi trước nha. Theo mình đánh giá là thế, nhưng mà tựa game này đặc biệt hơn một xíu các bạn. Đây cũng chính là tựa game do người Việt Nam làm và nó không được nổi bằng hai game kia, nhưng mà nó cũng có khoảng 7 triệu người chơi. Mình nghĩ là chỉ có một số ít người nước ngoài biết đến thôi, nhưng mà đặc biệt là biết đến bởi các bạn trong nước là nhiều các bạn. Thì game này là One Piece kết hợp với lại Dragon Ball nha các bạn tức là các bạn có thể sưu tập chiếc quỷ cũng như là bảy viên ngọc rồng luôn đây đúng là game người việt nam các bạn ơi mình thấy game người việt nam thường lấy npc là kiểu nhân vật của họ đấy các bạn nhân vật của các vị admin ấy nó rất là kiểu quen thuộc nha các bạn krillin này ok trong quanh bi chúng ta có Krillin ui chúng ta có Saiyan Captain nữa các bạn nè cái này nắp ba đúng không đâu để coi nó có skill không các bạn hay là nó chỉ đấm vậy thôi đâu để mình xem coi các bạn à có khi nào mình ăn chế bá sau đó rồi mình biến thành Super Saiyan nữa các bạn ai <laughs> à ngõm luôn rồi các bạn có một bạn vô cùng luôn này Ui, bạn này ăn trái gì mà xanh lá xanh lá đồ vậy các bạn đã ha đây thử làm một nhiệm vụ xem các bạn coi game này hoạt động có ổn không các bạn đây cái này giống như thay thế một con bandit đúng không các bạn ui được phết các bạn hay mà các bạn thấy hay không Phạm quái rất chi là bình thường luôn này Ui, à, nó có hơi lỗi xíu các bạn Ok, cũng mỏng vết nha Wow, rất đẹp nha Các bạn thấy game người Việt nha các bạn Người Việt Nam làm đấy Wow rất đẹp luôn nha Nhưng mà mình nghĩ là tựa game này uh, Ít vang tiếng uh, hơn là những tựa game trước mình nói nha các bạn Ý là vang danh khắp thế giới á Mình nghĩ là nó còn hơi xa Tại vì game này nó kiểu Cái kiểu phong cách nó mới lạ quá Wow Map được build rất là đẹp nha các bạn Thật sự luôn Không chê vào đâu được các bạn đâu Để mình xem coi khu vực đảo nhiều luôn Wow Oh my god <laughs> Các bạn thấy chế nó không Yo Rất đẹp luôn nha Mình xin nhắc lại là đây là game do người Việt Nam làm nha các bạn Let's go Wow wow cây okay, Yoru nữa này đỉnh cao người việt nam làm luôn các bạn ơi nhưng mà đa số là những tự game này là tự game quanh bi nên là kiểu uh, mình thấy không đa dạng lắm thôi wow bằng này đem ra được chơi lớp này các bạn hiệu ứng rất là nhiều luôn wow hình như có bạn định trai cho mình trái gì nè các bạn wow chén sáng các bạn ơi vô cảm ơn bạn ha he, he 0282 nha trời quý bạn lắm luôn ấy ở à đây bạn ơi mình sẽ ăn thử nha và sẵn tiện review cho các bạn luôn nha ok wow có tới tận 5 skill luôn các bạn go wow skill hơi lag xíu nha các bạn ui đẹp vậy Kamehameha mà là chế like hả các bạn wow ôi cái đá này khá giống lớp phút nha các bạn chi về nè Ok, cơn mưa ánh sáng nha các bạn, chi bay thì sao? Wow, trời ơi, game Việt Nam làm chất lượng quá Chỉ có cái là cái này, bạn này trade mình after cũng không được, mà delete cũng không được các bạn ơi Bây em, trời ơi, game đẹp quá các bạn ơi Game này thì mình không chơi các bạn Lúc mà mình tìm hiểu thì mình mới biết là có tự game này do một bạn Việt Nam làm nha Nên là mình không biết là có vang danh nước ngoài không, nên mình nghĩ là có lẽ là hơi ít nha Nhưng mà thật sự rất hay nha các bạn, đánh giá cao tự game này Ok, xin phép ngoài lệ với các bạn một chút về tự game này không có vương tầm thế giới nha các bạn Nhưng mà có một tựa game mà người Việt Nam hiện tại đang rất là thích các bạn Và nó cũng đang khá nổi trong uh, gọi là cộng đồng Việt Nam đó lót đó các bạn đó Chứ là tựa game tên là Cộng đồng Việt Nam nha các bạn Thì đây là một tựa game mà các bạn có thể uh, vô đây để trải nghiệm Đây, rất là nhiều thứ luôn các bạn Chẳng hạn như là mấy cái hàng quán Việt Nam nè, bách hóa xanh này Trời ơi, nó y chang thật luôn các bạn Đấy, nói chung là vậy các bạn, các bạn có thể vô đây trải nghiệm Việt Nam thông qua tựa game cộng đồng Việt Nam nha và tựa game này mình thấy nó cũng giống như là mấy tựa game ngày xưa giống như là tìm ní nè các bạn đấy thì các bạn có thể vô đây để uh, trò chuyện các kiểu nha mình thấy nó cũng khá hay đấy ok ở trong tựa game này luôn thì mình sẽ kết thúc video tại đây đó chính là những tựa game Việt Nam vương tầm thế giới nha các bạn tuy không nhiều nhưng mà nó được bạn bè quốc tế biết đến đó là một vinh dự các bạn cũng như là công nhận tài năng của những người Việt Nam nha ok và nếu các bạn thích video này đừng quên tặng mình một like nha các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều và bye บาย